Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 999 đồng token Euro. Một số thông tin về đồng token này: số tổng khung phát hành là 1 tỷ, đã có 2.159 tập khoản holder và đã phát sinh 6.220 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, nên truy cập website được mình để ở dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút wallet của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình, ký hiệu Euro, số token 18, nhập tiếp theo, nhập thêm token. Sau khi test thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại link website claimairdrop.net và nhấp vào bước 2, truy cập vào link website chính, link rút gọn đây nhé, để nhận token. Rồi, chương trình airdrop nó sẽ kết thúc vào 49 ngày nữa. Một đồng token Euro tương đương với 1.18 USD nha. Rồi, bạn nhấp vào đây giúp mình, claim 999 đồng Euro. Website đã bị yêu cầu kết nối với ví thì bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối với ví. Tính ra là 0.000492 BNB, mất xác nhận cho mình nhé. Ngoài ra bạn có thể bỏ một số vốn ra là 0, thấp nhất là 0.005, bạn sẽ nhận được 150.000 Euro nha. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net nha, để cập nhật những dự án những kỹ thuật đồng token mới nhất được phân mình cập nhật lên trên web hàng ngày. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn giao dịch khác thì các bạn Binance, trên Metalo, MXC, OKX, Kobe thì các bạn có thể vào phần sàn giao dịch đây để đăng ký nha, ủng hộ kênh. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 999 đồng token Euro. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông để cập nhật những video mới nhất nha. Rồi, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.